Hôm nay là tôi làm xong cái khóa ngũ hành cơ bản và lại thấy trên mạng người ta viết là cái trà đại hồng bào đắt nhất thế giới 30 tỷ một cân, rất là hoành tráng, nên là tôi mua về đây. Đại hồng bào, ta hồng bào 30 tỷ một cân, chém kinh. Mình về mình bóc tem, uống thêm như này. Đại hồng bào các bạn nhé, đại hồng bào 128g, 30 tỷ một cân, thì cái này là 100g thì được người ta đóng. Tôi mua chọn cái loại xịn người ta đóng sẵn này, nên là mỗi lần uống mình chỉ lấy một cái này ra thôi. Tôi uống thử. Bạn nào mà mua kim tự tháp từ loại tiêu chuẩn trở lên là tôi sẽ đóng kèm một này tặng luôn cho các bạn thưởng thức. Đại hồng bào, thông thường mọi người pha trà ấy, thì thường hay là cứ uống đi uống lại, nhưng mà tôi khuyên chân thành các bạn uống trà đúng nhất là các bạn chỉ rót một lần. Các bạn rót nhiều là gọi là uống nước hai ấy. Chỉ nhiều người bảo uống nước hai nước ba mới ngon. Tôi lấy nước ở đây tôi đun, đấy, còn cái vòi nước. Hôm nay có bạn nhờ viết 11, 12 cái linh phù, nên là tôi ra đây tôi uống trà thưởng thức xong rồi đi viết linh phù. Tôi thì vẫn uống kiểu này thôi, mình uống kiểu truyền thống của mình. Thơm thơm ngọt ngọt. Một lần uống này hơi nhiều. Lá trà to, rất là to. Đây cho bạn xem sát cận cảnh trà. Zoom luôn cho nó máu đúng không? Đấy. Lá trà khô đen đen, đắt nhỉ. Mỗi người có một cái cách uống trà khác nhau. Ví dụ như thầy tôi ở bên nước ngoài, bên Trung Quốc nha, là thầy cho luôn lá trà này vào trong cốc, xong thầy cho nước sôi vào, thầy uống và vừa uống vừa thổi cái những cái lá trà này, và thầy thích cái kiểu uống như vậy. Còn tôi là tôi lại thích cái kiểu uống như cà phê, có túi lọc cho an toàn, mình rót xuống và mọi thứ nó lọc ở phía trên cơ. Còn bạn nào được tôi tặng thì bạn uống kiểu gì kệ các bạn. Bạn uống kiểu pha trà Việt Nam cũng được. Tuy nhiên là không nên đun nước sôi đổ vào. Nước sôi xong các bạn chờ một lúc cho nó nhiệt độ nó giảm bớt xuống đến khoảng 95-96, các bạn cho vào thì nó sẽ ngon hơn. Ai tiếc thì có thể uống lại, tôi thì không. Rót một lần cái nước nó cũng khá là đen rồi các bạn, để tôi quay cho các bạn xem. Vì cốc trước tôi uống cà phê nên nó vẫn còn cái màu cà phê ở bên trên, nhưng mà tráng qua rồi. Đây là cái màu trà nó cũng đen đen nâu nâu. Tôi đổ ra cho các bạn xem cái màu trà. Bỏ điện thoại ra, không lại rót nhầm vào điện thoại. Đấy, như này nhìn dễ hơn. Đây, đây là màu trà. Thơm thơm, kiểu đậm đậm. Gu này là gu hợp với người trung tuổi, đúng tuổi. Nóng quá, phải một lúc nữa mới uống được các bạn. Tôi đi đo
đo bàn thờ, đo ảnh mọi người nhờ đã rồi uống là vừa. Có bạn này còn chụp cô gái nhà hàng, à đây là vợ, đo nhờ vợ. Đây lại là không âm, không dương, đứng im, không âm, không dương. Bạn nào đo bàn thờ nhưng mà bạn này thì chắc không đo được, tại vì là cứ cắt cụt lủn xung quanh cái bàn thờ, xung quanh bát hương. Tức là những nhiều thứ xung quanh thì bạn cắt, ví dụ cái cây, bạn hình như không biết hoa hay cây, nhưng mà cái đấy có vấn đề thì nó hơi chỉ sang cái lọ hoa hoặc cái cây, bạn cắt mất toàn cảnh. Nhờ đo nhưng mà lại sợ sợ các cái chi tiết xung quanh. Cái bình giống như cái bình cây cây gì lâu mình không để ý, cái cây trúc xanh xanh lâu không để ý đến cây cối, quên tên. Bạn cứ cắt cắt cụt bát hương này, cắt cụt cả que hương này thì làm sao mà đo được, đo phải chụp toàn cảnh cái bàn thờ. Còn tất nhiên là nhiều người là cứ hay đo như thế. Ví dụ hôm mà tôi đưa ba cái ảnh để mọi người đo ấy, các bạn phải đo tổng thể xem là có linh hay không, chứ nhiều bạn lại đo là cái gương thì đo âm, cái bát hương thì đo có linh, rồi cốc thì nó âm. Các bạn đừng trẻ hoe đấy, các bạn trẻ hoe đấy là các bạn đo sẽ sai luôn, vì là các bạn phải dơ lên, nếu nó không linh là nó lắc lư. Còn do cái nào thì lúc đấy mình mới tìm sao, chứ mình chưa dơ lên mình đã bảo cái cốc âm rồi cái kia âm, nó không chính xác. Còn tôi mà đã không linh là tôi không đi tôi tìm, tại vì nó rất nhiều chi tiết nó tác động đến cái âm, rất nhiều chi tiết thì mình không tìm. Ví dụ là nó có đúng một cái bên trái hoặc đúng một cái bên phải, mình dơ lên nó báo luôn bên trái hoặc dơ lên báo luôn bên phải, thì lúc đấy mình mới nói. Còn nó đã lắc lư này có nghĩa là có rất nhiều chi tiết. Cái này là trong một hộp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 viên 3 tỷ ở trên mạng chém kinh không. Thích cái vị cà phê quen rồi nên thấy uống trà, thấy trà này nó hơi nhạt các bạn, nó kiểu hoặc trừ phi các bạn cứ nhúng trong này các bạn ngâm lâu có thể nó đậm hơn, nhưng mà cái đậm đấy thì nguyên tắc chiết xuất thì các bạn biết rồi, các bạn để càng lâu thì cái không chỉ cái tannin ở trong trà hoặc là mà cái ra nhiều nhất lại chính là cái cellulo, nó làm cho cái cảm giác cảm nhận của chúng ta nó về cái trà đấy nó sẽ không chuẩn, hơi thanh thanh. Thế này thì có lẽ hợp được mọi lứa tuổi, vì nó cũng không có cái chát các bạn, kiểu trà đen. Cái này đi làm trà sữa được. Thì tôi xem lại giá gốc nó bao nhiêu, tôi để lên trên mạng, ai thích mua thì mua, nó không đắt đâu. Tôi bán đúng lại giá gốc, còn bạn nào mua kim tự tháp bán tiêu chuẩn trở lên thì tôi tặng cái này cho các bạn thưởng thức. Tôi tìm lại cái giá nhập bao nhiêu cộng với phí hải quan thì đưa lên trang ngọc. Trên mạng thì người ta chém kinh khủng khiếp. Đo ở trạng thái đeo phù, đo trạng thái đeo phù thì nói là người gì, đeo phù thì bao giờ nó trở dương. Nói chưa chắc, người âm quá thì nó cũng chưa chắc đã. Linh phù nó rất là mạnh, mà người bạn này âm mà nó chỉ lên được khoảng 170, đó là cái âm khí trong người rất là kinh.